Em là Vũ, phụ trách kinh doanh của đại lý Toyota Hải Dương. Hôm nay em xin giới thiệu cô chú anh chị cách sử dụng hệ thống ga tự động trên chiếc xe Toyota Camry 2.5Q hiện tại em đang lái đi đăng kiểm cho khách hàng, cũng như là trên một bộ số mẫu xe, ví dụ như là Corolla Altis hoặc là Toyota Cross đều sử dụng như sau. Hệ thống ga tự động này thì trên những mẫu xe Camry Altis phiên bản 1.8V, Toyota Cross phiên bản 1.8V phiên bản cao cấp thì là đều có hệ thống ga tự động thích ứng kiểm soát hành trình thông minh, thì sử dụng như sau. Đầu tiên cô chú anh chị bấm vào cái nút có cái hình đồng hồ đây và cái mũi tên chỉ tốc độ đây. Đầu tiên chúng ta bấm thì trên màn hình sẽ hiện lên chờ, lệnh chờ. Sau đó chúng ta đi tốc độ rơi vào khoảng tầm 40 km trở lên thì chúng ta sẽ bấm nút xuống này, bên dưới này set trừ này. Là hiện tại thì trên chiếc xe này là của em Vũ đang điều khiển là đã được kích hoạt hệ thống này. Vâng, rất là đơn giản. Khi tăng tốc thì chúng ta có thể bấm lên trên đây hoặc giảm tốc độ. Đây, nhìn trên màn hình ấy. Đấy, em đang cài tốc độ là 49 cây số trên giờ. Hiện tại đang đèn đỏ. Tí nữa, một lát nữa thì khi ra đường rộng thì em Vũ sẽ cài đặt hệ thống ga tự động thích ứng kiểm soát hành trình thông minh này cho cô chú cũng như các anh chị cùng nhau nắm được. Đây là hệ thống cài đặt khoảng cách. Cô chú cũng như các anh chị trong khu vực Hải Dương, tỉnh Hải Dương có nhu cầu tìm hiểu đến tất cả các cái dòng xe của Toyota, bao gồm Toyota Vios, Toyota Camry, Toyota Altis, Toyota Cross cũng như là bán tải Hilux hoặc những cái phân khúc cao cấp như là Land Cruiser Prado, thì hãy gọi điện ngay cho em Vũ qua số máy 0343 834 834. Em xin phép được hỗ trợ tư vấn cũng như là trân trọng kính mời cô chú cũng như các anh các chị lái thử tất cả các cái dòng xe cô chú anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu. Vâng, khi vừa rồi thì em Vũ phanh thì cái hệ thống này nó đã hủy rồi ạ. Hoặc chúng ta hủy, chúng ta có thể bấm cancel ngay trên bàn phím vô lăng này đây. Vâng, bây giờ ra đường lăm thoáng rồi, em Vũ sẽ cài đặt lại. Thì em Vũ sẽ hủy lại đi, hủy này đi. Chúng ta bây giờ cài đặt lại nhé. Vâng, đầu tiên chúng ta bấm vào bên nút có cái biểu tượng như này. Một, sau đó tiếp tục set trừ là tốc độ. Đây là em Vũ đã cài đặt kích hoạt được hệ thống Cruise Control này rồi ạ. Vâng, nếu mà chúng ta muốn tăng tốc thì cô chú anh chị bấm di chuyển lên trên đây, set cộng này. Đây này, thì em cài đặt nó đã lên đến 60 rồi. Vâng, hệ thống này là rất là thông minh. Bây giờ em cũng không cần ga nữa, nó sẽ bám theo xe phía trước. Vâng, đây ví dụ như là chiếc container này đang đi tốc độ chậm hơn so với tốc độ là 60 cây số em Vũ cài, thì nó sẽ tự động nó sẽ giảm về 40 này. Vâng, chiếc container này đã chuyển làn đường rồi thì chiếc xe của cô chú cũng như các anh chị nó sẽ tự động nó bù ga lên, nó bù ga lên đúng 60 cây số như chúng ta đã vừa setup đấy. Em đang setup 60 này thì là lập tức nó sẽ về là 60 như vừa rồi là mình setup. Nó tự động nó sẽ phát hiện ra phương tiện ở phía trước và điều chỉnh tốc độ, tức là không bao giờ nó sẽ quá, không bao giờ quá 60. Ví dụ em cài 60 thì nó sẽ không bao giờ nó quá 60. Vâng, đó, nó phát hiện ra cái xe ở phía trước mình. Em vừa rồi giảm tốc độ đi một chút bởi vì đoạn đường ấy đang làm, thì là nó sẽ tự động nó sẽ bám theo xe phía trước, chiếc xe tải phía trước này đây ạ. Đây em hoàn toàn không hề ga.
em hoàn toàn không hề đạp lên chân ga, cũng không hoàn toàn không đạp vào chân phanh. Những chiếc xe có hệ thống gói an toàn Toyota Safety Sense thì sẽ có những cái tính năng như thế này, giúp cô chú anh chị lái xe rất là thoải mái và an toàn, an tâm. Đây, em Vũ không hề ga cũng như là không hề phanh, nó sẽ tự động, nó sẽ điều khiển tốc độ, nó bám theo xe phía trên. Ví dụ như chiếc xe này ở bên trên đây, nó sẽ đi lệch ra một cái làn nào đó thì hệ thống camera radar nó quét thì sẽ bù ga lên cho chúng ta theo cái tốc độ của chúng ta đã cài ngay thời điểm ban đầu. Đó, chiếc xe của em bắt đầu là sẽ tăng tốc lên, tăng tốc lên rồi. Nhưng lại gặp một cái xe bán tải BT50, nó sẽ điều chỉnh lại tốc độ. Vâng, đấy, như trên kia thì trên cụm đồng hồ đây thì chúng ta cũng thấy được cái biểu tượng đấy ạ. Em không hề ga nhé. Khi vào cua những cái cung đường như này thì nó sẽ phức tạp hơn, thì em xin hủy cái này để tập trung lái xe cho nó an toàn. Thì vừa rồi thì em Vũ cũng đã giới thiệu cho cô chú cũng như các anh chị nắm được cách sử dụng hệ thống ga tự động kiểm soát hành trình, ga tự động, hệ thống ga tự động cruise control thích ứng thông minh trên những chiếc xe của Toyota có trang bị gói Toyota Safety Sense. Thì sử dụng cũng rất là đơn giản. Cô chú anh chị trên toàn quốc đang sử dụng những mẫu xe của Toyota có những cái băn khoăn thắc mắc hoặc là chưa biết sử dụng thì có thể gọi ngay cho em Vũ qua số máy 0343 834 834. Em Vũ sẽ hỗ trợ cô chú anh chị nắm được các cái tính năng của xe để chúng ta sử dụng nhuần nhuyễn chiếc xe của mình, lái xe sẽ an toàn hơn. Vâng ạ. Địa chỉ của công ty Toyota Hải Dương có địa chỉ tại số 1 đường Ngô Quyền, thành phố Hải Dương đấy ạ. Công ty của bên em đang nằm ở đây. Dạ vâng. Đó, bằng trước mặt cô chú anh chị đấy. Vâng, hiện tại đây là đường này là đường Ngô Quyền. Vâng, đường này đường Ngô Quyền. Còn đâu chiếc cầu này là đang làm là bắc qua đường 5. Rẽ bên trái đây là sẽ đi sang khu vực cầu Hà Nam Sách. Em Vũ xin kính chào và kính chúc cô chú cũng như các anh các chị đang xem video có một sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là gia đình luôn được hạnh phúc, lái xe an toàn, nhiều niềm vui. Em xin chào và hẹn gặp lại.